Nhìn nhìn cây me đung đưa trong gió, vu vơ câu ca hát vang lả lả. Em vui khi quanh em ai ai cũng nói em nhận quỳnh mà. Em luôn vui tư trong bao suy nghĩ, tương lai sẽ luôn mở rộng đón em. Có nắng với gió sẽ nâng niu đủ bước chân bờ. Ngày mới lên, ngày tháng học trò nhiều giận hơn vu vơ. Một người làm suốt tan bao khó khăn, chọc phá bạn bè làm thầy cô âu lo. Cứ thế nhún vai thôi cho lý do. Tự tin sẽ bước thật đều vì chung quanh luôn có những ánh mắt mãi mãi dõi theo dáng em nơi chân trời sáng lên. Oh oh, và em luôn mang bao tình yêu, bao niềm vui, bao lời ca khúc hát cho cuộc sống, cho ngày mới xa quanh em muôn màu. Không ngại ngùng, không thẹn thùng, không sầu lo. Đó mới chính là em. Bao nhiêu mộng mơ của tuổi thơ, nhìn ôi ngây thơ ngu ngơ. Có ai biết những điều đó sẽ vượt sáng tương lai, khi niềm vui, khi thành công thuộc về em. Thì ngại ngùng chỉ cái tên nhất quý nhĩ mà. Thank you.
Cho dù chúng ta ở đâu hay chúng ta làm bất cứ nghề gì đi chăng nữa thì mình sẽ luôn luôn sống tử tế đối với bản thân mình là thứ nhất. Mình phải thương bản thân mình trước, mình phải sống tử tế với mọi người, và cũng đừng bao giờ quên cái lớp 12A8. Mình luôn luôn có các bạn trong tim. Cái cô Quang muốn nhất đó là tất cả 37 thành viên trong lớp mình, chính xác phải gọi là 40 đúng không? Dạ. 40 bạn, kể cả những bạn giờ đang ở nước ngoài cũng như là không còn học nữa, thì cái cô muốn chỉ có một điều duy nhất đó là chúng ta đều trở thành những người có ích, những người sống tử tế. Đối với cô như đó là đủ rồi. Hai năm mấy học chung với lớp mà từ 10A10 cho tới 12A8. Nếu mà nói ra thì em chưa học lớp hết lớp 12. Người ta gọi là lưu linh. Cũng buồn lắm, tại vì hoàn cảnh nên cũng phải xa mấy bạn kiểu đi ra đời trước. Thì thấy mấy bạn ở trong trường thì kiểu như cũng hay mít lòng nhau, nhưng mà mấy bạn sau này mới biết là khi này mấy bạn sau này ra trường á, rồi mấy bạn cái lúc mà mấy bạn đi làm á, rồi cái mấy bạn mà kiểu như nói thẳng ra luôn là ship mấy bạn á, kiểu này nọ với mấy bạn, rồi mấy bạn mới cảm thấy là cái cuộc sống đi làm ở ngoài nó rất là khó khăn. Mấy bạn học ở trong lớp rồi mấy bạn mới biết phải hòa đồng, chứ tôi nói thiệt là mình ra ngoài mình làm khó thật sự luôn á. Sự thật mà nói là mới đây là cũng được 3 năm
cũng được 3 năm mình học chung với nhau, cũng học tới ngày hôm nay. Thì nó cũng có rất nhiều kỷ niệm gắn bó với nhau. Mà đối với mình, kỷ niệm lớn nhất là khi mà bữa cánh trại, khi công bố kết quả giải ở kết quả giải nhất ở Hà Trang. Thật là lúc đó chúng ta hạnh phúc hơn khi chúng ta cùng nắm tay nhau khi được xướng tên và có giải nhất đó. Sự thật là khi mình lên nhận giải thì cũng đã rơi nước mắt. Rơi nước mắt vì sao? Nó làm mình hạnh phúc. Mình hạnh phúc khi có các bạn ủng hộ chúng mình ở dưới phía đó. Mới đây mà 3 năm rồi. Thì trong cái thời gian 3 năm qua thì lời đầu tiên muốn nói là con xin lỗi cô nhiều lắm. Tại vì nhóm con có những lúc quậy phá cô, làm cho cô phải lo lắng buồn rầu. Cũng buồn lắm chứ, nhưng mà bây giờ lớn lên rồi thì mới biết là những lời cô nói nó giá trị tới cỡ nào. Với lại có những lúc mà nhóm tụi mình cãi nhau với mấy bạn trong lớp thì cho tụi tôi cũng xin lỗi, là tại vì nhiều khi mình còn trẻ quá cho nên mình cũng không có biết được là cách ứng xử với mọi người như thế nào. Quý nữa, trước khi mà mày đi nước ngoài á thì nhóm tụi mình tự dưng tao cũng không hiểu tại sao là tụi mình lại như vậy luôn nữa. Mà khi mày đi rồi á thì tụi tao mới cảm thấy là vắng mày buồn lắm. Thì thật sự là điều tiếc nhất đó là trong 3 năm qua chỉ khi nào mà chúng ta chỉ cảm thấy đoàn kết khi mà thật sự cần một cái gì đó thôi. Còn bình thường thì không có thích nhau lắm. Nhưng mà tôi biết là hôm nay tất cả mọi người đều dành cảm cho nhau hết. Không ai ghét ai hết. Thì thật sự hy vọng là cái tình cảm này nó sẽ kéo dài cho tới khi chúng mình không còn gặp nhau nữa. Và tới khi gặp lại nhau nó vẫn như vậy. Thì ít khi nào mà tôi khóc trong lớp hoặc là khóc trên nhiều người thấy lắm. Con thấy điều mà tụi con làm sai nhất đó là những lúc mà làm cho cô phải khóc, làm cho cô phải buồn. Nhiều lúc con thấy giống như là đầu năm hay là những lúc mà học bệnh quá, con hay nghĩ là rất là muốn nghỉ học, không có muốn đi học nữa. Nhưng mà con không ngờ là tới bây giờ nó lại qua nhanh tới vậy. Con không tin là sắp chúng con sắp phải xa nhau. Có những lúc trong lớp á, con có đợt đó là tụi con không có nói chuyện với bác Giàu. Con cãi lộn với Tùng, không thích Tùng, không thích Mộng Giàu chung nữa. Nhưng mà bây giờ con không có còn gì nữa. Con thấy bạn nào cũng là giống như là một phần trong cái ký ức 12 của con như á. Từ con muốn là từ tụi mình còn ít thời gian nên tụi con muốn là con muốn mấy bạn luôn là không có làm cho cô buồn từ đây tới lúc mà không gặp nhau nữa. Với lại mọi người phải hòa đồng với nhau. Dạ. Với con muốn nói lời cuối cùng là con cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ, con cũng xin lỗi cô rất là nhiều. Lời đầu tiên con nói là con xin lỗi cô. Giờ gần đây kiểu vậy con, nói chung là có chuyện riêng nên là con ơi, nói chung là trong lòng nó kiểu dạng khó khăn nên có nhiều cái con làm không đúng. Nên là hay, nói chung là hay quậy phá cái thứ. Con xin lỗi con.
Còn về các bạn thì mọi người trong lớp như tôi, bình thường tôi không có kiểu dạng ghét ai hay là không thích ai nhiều lắm, kiểu dạng chung là mọi người thì tôi mến hết. Có mấy lần kiểu chúng ta hay tới làm chung một cái gì đó, cái bắt đầu là có chuyện xảy ra, người nào cũng đặt cái tô mình cao quá. Tôi muốn nói vô góp ý nhưng mà sợ lại mất lòng nhau, thì mọi người lúc nào cũng mỗi người một câu vô, khó chịu lắm. Đúng là mấy bạn cũng có ý kiến nhưng mấy bạn cũng phải cũng phải nhường nhau một tí, nên tôi nghĩ là mấy bạn nên như vậy để sau này mình còn nhiều cái để mình sau này còn rất là nhiều thứ mình phải như vậy. Mấy tôi tiếng Anh đây nhìn đỡ quá trời, chắc đây rồi. Đỡ ai? Miss Claire. Bữa nay con cũng không biết nói gì với cô, tại vì thế là lúc năm lớp 10 á, năm lớp 10 lúc mà con qua ở chung với cô ngoan, cô nói gì con cũng nghe. Mà lúc con qua với cô Tư không có ai quản lý con, tích con là không có làm chủ bản thân mình được, con cứng đầu lắm. Rồi, có nhiều lúc con làm con buồn, con giận, con bỏ con cũng mấy lần. Con tới giờ con cũng chưa có sửa được những cái lỗi lầm mà con làm cho cô từ đó tới giờ. Nhưng mà con nghĩ chắc sắp làm được. Bữa nay là có thể được coi là làm xong rồi đó. Còn với mấy bạn trong lớp thì năm lớp 10 tôi cảm nhận được là tình cảm mà mấy bạn dành cho tôi là cũng có nhiều, nhưng mà như là giờ đây không biết làm sao nữa, tôi không còn cảm nhận được nữa. Thế ai cũng giống như là không muốn chơi với tôi nữa, tại cái tính của tôi là hay nói nhiều, có thể là nói ra nhiều cái mấy bạn nghe chối tai nhưng mà tôi không có ý hết trơn á, vậy là nó chơi tôi không có nghĩ gì hết á. Đó giờ tôi sống tôi chưa, nói chung là tôi chưa có ghét ai hay là làm cái gì. Như Quý nó đi lúc nói với nó là chưa bao giờ mà tôi nói ai với nó chứ. Lúc nào có mấy bạn mà nói tôi kia, thật sự là tôi không có làm gì chứ á. Nếu mà có là tôi nhận hết rồi, tại tôi đàn ông. Rang cái không khí vậy. Năm rồi á, cô có đi dự lễ kỷ ân, cô không có chủ nhiệm 12 năm đó, nhưng mà cái cảm giác đó, nó khó chịu lắm, là bởi vì giống như là mình sắp mất một cái gì đó quan trọng đối với cuộc đời của mình. Cái cảm giác nó giống vậy đó. Cái tuổi học trò nó qua là nó qua luôn, nó không có quay lại được. Thí dụ sau này mà chúng ta có thể hẹn nhau để mà trở về để mà mình học lớp gì đó, nhưng mà cũng sẽ không có đầy đủ đâu. Là bởi vì mỗi người đã chọn cho mình một cái nghề khác nhau, và cái thời gian rảnh cũng khác nhau. Rồi sau này sẽ có bạn sẽ thành công trong cuộc sống, nhưng mà các bạn vẫn chưa thành công, thì lúc đó nó lại phát sinh nhiều chuyện nữa. Nhưng mà không có xa đâu, cái chuyện đó nó sẽ đến gần thôi. Cô hy vọng là sau này cho dù mình
có như thế nào đi chăng nữa, mà một khi á, mà hãy có một bạn nào trong lớp mình kết hôn hay là ăn mừng một chuyện gì đó thì chúng ta cũng cố gắng sắp xếp để canh thủ, đó là một cái cơ hội hiếm hoi để mà mình gặp lại nhau. Nói chung là hồi nào tới giờ lớp mình chưa có từng đi đông mà đông đầy đủ như thế này đúng không? Hôm nay cũng vẫn chưa đầy đủ. Ê, vậy là thời gian sắp tới gần nhất để cô canh thủ cô ăn mừng đám cưới kim cương của cô cùng mấy đứa nhớ quay về nha. Nhà cô có nguyên cái sân dài lắm á, từ cầu Hai Cung tới cầu Hưng Lợi nữa, cô đãi lớn lắm á nha. Cái sân nhà cô lớn dữ lắm, vô chụp hình view đẹp lắm luôn á. Nhớ quay phim đi con ơi. Nhớ quay phim. Nhớ quay phim này có cảnh. Rồi. Nữa. Cô ai lại với cô? Hả? Đám cưới tao mệt quá đi. Đám cưới kim cương là đám cưới của cô với thầy hâm nóng rồi mà phải không? Ừ. Tào lao đám cưới kim cương là đám cưới của kim cương mày ơi. Cô kim cương có một câu mà mày. Đây giờ tao nói rồi mày. Nói luôn. Ta kỷ niệm đám cưới ông ơi. À kim cương phải không? Kim cương cô với thầy. Cái đó tự là hâm nóng tình cảm coi, hấp á. Hấp hôn, hấp hôn. Hôn á. Cô cũng không nghĩ là năm sắp tới sắp sửa là chúng ta phải làm lễ tri ân, cô không nghĩ là mình cô đã đi cùng mấy đứa 3 năm rồi đó. Mau ha. Dạ. Đúng không? Đây là lứa đầu tiên. Đi giao hộp với cáo luôn cô. Hả? Đi giao hộp với cáo. Mau ha. Dạ. Em thấy sợ. Bây giờ chỉ mình chỉ còn học chung với nhau có mấy môn trên lớp à, cho nên là mỗi ngày đi học á thì cô nghĩ là lớp mình cố gắng, bây giờ không có chuyện gì quan trọng bằng thi tốt nghiệp á, chúng ta cố gắng đi học cho đầy đủ, mình vô lớp mình vui vẻ với nhau, mình học nó mới đạt chất lượng. Mình thấy rõ ràng là cái gì mà mình cứ đào kết với nhau là mình có kết quả tốt nhất không, đúng không? Đúng không? Thi thời trang cũng vậy, tất cả mọi người đều chia sẻ với nhau công việc, cái gì nó cũng chạy á, không nó đúng tiến độ, mà nó quan trọng là nó đạt chất lượng. Hy vọng là lớp mình sẽ đậu tốt nghiệp và đậu đại học 100% ha.